Nó thì bắt đầu mấy con thấy chưa, mình học nó có đàng hoàng rồi, bây giờ tới lớp chánh tư duy mấy con chưa hiểu cái giáo trình lớp chánh tư duy tu như thế nào, nhưng rồi mấy con sẽ thấy cái giáo trình của nó sẽ học cái gì tu cái gì. Bây giờ nó khởi sự nhưng mà vô rồi mấy con sẽ thấy cái giáo trình của nó. Còn bây giờ học cái lớp chánh kiến rồi mấy con mới hiểu được cái giáo trình rồi chứ gì. Bây giờ tới cái lớp chánh tư duy thầy không nói trước đâu, bị bài vở này đâu có bộ giáo dục đâu sản phẩm, cái bộ giáo dục của thầy nó nằm ở trong cái đầu nè, thì bây giờ cứ lấy ra mà dạy thôi, có gì đâu, nó ở trong đầu của thầy chứ đâu cần phải một cuốn sách đâu. Lẽ ra thì thầy trước khi mà mở cái lớp này thầy có thì giờ, bởi vì thầy thấy cái tuổi đời của mình nó sắp hết rồi, mà nếu mà để mà soạn thành cái giáo trình cho 8 cái lớp này xong đó thì thật sự ra mà nếu mà soạn xong rồi thì cái người mà của thầy mà để mà tu chứng mà để mà đứng lớp để dạy thì chẳng có ai, thì soạn ra rồi người ta cũng vẫn bỏ, nó mất công thầy. Tốt hơn bây giờ vừa đào tạo mấy con, vừa giảng dạy cho mấy con, vừa ở trên cái giáo trình này dạy cho mấy con, thì do đó nó còn tiện lợi, nó ngắn cái thời gian hơn. Và có những cái người ví dụ bây giờ cái lớp mà mấy con học lên cái lớp chánh tư duy này, mấy con tu xong cái lớp chánh tư duy đi, thì bây giờ ở kia nó có cái trung tâm an dưỡng thì đề cử mấy con về đó, mấy con nhận dạy lớp chánh kiến, mấy con bây giờ dạy được rồi, mấy con dựa theo cái giáo trình này mấy con dạy người ta lớp chánh kiến được rồi. Các con thấy chưa, thầy đào tạo cho mấy con đứng ra dạy được mà, nhưng mà cái thân giáo của mấy con chưa xong, cho nên vì vậy mấy con phải ở trong cái lớp chánh tư duy này con học, mấy con học đây bây giờ nội đây mấy con ở đây mấy người, mấy con biết mấy người đứng ra dạy lớp được không? Ví dụ như mấy con hầu hết là mấy con viết bài nó, cái người nào mà thầy đề cử ra mấy con đi dạy, con mấy con dạy sai luôn, không bao giờ sai trong cái giáo trình này, nghĩa là mấy con dạy lớp chánh kiến được rồi. Còn mấy người còn yếu làm bài viết bài chưa được thì thầy chưa cho mấy con ra dạy đâu, bởi vì mấy con chưa có cái khả năng mà viết cho nó mạch lạc, cho nó lập thành cái dàn bài cho nó cụ thể, rồi đến đó là mấy con, học sinh nó hỏi mấy con không biết làm sao trả lời được. Còn như mấy con mà hiện giờ đó thầy mà đưa ra mấy học những cái người tu mà học về cái lớp chánh kiến hỏi gì mấy con cũng biết trả lời trên lớp chánh kiến đó, hỏi cái dàn bài sao cách thức như thế nào mấy con gợi ý ra được hết, không có chỗ nào mấy con biết. Đó, thì mấy con thấy chưa, cái lớp đào tạo của thầy mà đào tạo những con người để đứng ra dạy đạo chứ không phải là đào tạo những con người để rồi đào tạo xong mấy con chết mấy con nhập viện mấy con đi luôn, không phải chương trình của thầy mà nó như vậy đó. Cho nên vì vậy mà mấy con chưa có thâm sâu được thì mấy con phải lớp chánh kiến chưa có rồi thì mấy con phải ở lại tu học cái lớp chánh kiến, nó không đơn giản, nó không dễ đâu. Nhiều khi mấy con viết bài nó chưa có đầy đủ, có nhiều người viết tâm xả chưa đầy đủ, nhiều người viết tâm từ chưa có đầy đủ, nhiều người viết tâm mi chưa đầy đủ, chưa hết, còn nữa mà chưa hết, viết chưa đủ, còn có người viết đầy đủ. Nó phải có cái pháp hành ở trong những cái phương pháp đó để mà áp dụng vào cái đời sống của lớp chánh tư duy để mà tả tâm, chứ không phải là nó thiếu. Bây giờ mấy con viết cái bài nhiều khi mấy con nói mà cái pháp hành nó không có, mà nó không có tức là mấy con làm sao mấy con biết áp dụng cái đó để mình con trả cái tâm của mình. Cho nên bài nào mấy con cũng có phát hành hết, nhưng nếu mà thiếu phát hành là mấy con không biết cách. Như cái lớp chứng thì thứ hai thì khi nào ví dụ sao chỉ một thời gian chừng vài tháng thôi chứ không có phải đợi đến tháng 10 tới. À, cái lớp nào, cái lớp chứng đi chứng đi gì thứ hai nhớ là những cái lớp chứng đi gì mà những người ở lại. À, những người ở lại đó thì coi như là họ sau 3 tháng hay là sau 3 tháng để cái lớp chánh tư duy được lên thầy theo dõi cái lớp chánh tư duy, thì những cái người mà còn ở lại đó làm bài đó thì họ cứ làm bài làm cho đúng từ cái bài mà nhân quả thảo mộc cho đến cái bài mà xả tâm vô lượng đó, họ phải làm lại hết những cái bài của họ, tức là họ ở lại là tức là có nhiều bài họ làm chưa có được cho nên buộc lòng họ làm lại. Còn cái lớp chánh tư duy á thì mấy con đang học thì thầy theo dõi, còn những bài họ thì thầy không có chấm nữa đâu. Đợi đó cho đúng tới cái tháng 10 mà sắp sửa mở đó, thì trước đó 1 tháng hoặc là 2 tháng thầy sẽ chấm bài của mấy con hết. Nếu được thì các con sẽ lên lớp chánh tư duy mấy con tu, còn không được thì mấy con ở lại tu học với cái lớp mới vô, cái lớp chính kiến. Nghĩa là coi như là mấy con ở lại trong cái lớp chánh kiến, nhưng mà mấy con rèn luyện cái tri kiến của mấy con ở trong những cái tháng này. Còn những người mà mới vào đây á, thì họ tiếp tục họ cũng làm bài như mấy con, nhưng mà mấy con chỉnh đốn lại những cái điều sai của mấy con, điều mà chưa có thấu triệt của cái lớp chánh kiến, thì mấy con ở lại mấy con làm bài cho nó thông suốt, nó thấu triệt được rồi thì chừng đó mấy con mới được lên lớp chánh tư duy. Thì trong khi tới tháng 10, trước tháng chừng 2 tháng
thì thầy sẽ đọc lại tất cả các bài của các con, các con đưa thầy, thầy đọc lại thì kiểm tra, nếu mà người nào mà có đủ cái chứng kiến, có đủ cái điều kiện mà thì thầy cho lên lớp chánh tư duy, thì cái lớp chánh tư duy này đó họ sẽ đi lên lớp khác rồi chứ không có chánh tư duy nữa. Thì do đó chúng ta lại còn có một cái lớp chánh kiến, một lớp chánh tư duy, à, rồi cái lớp mà cái lớp mà chánh ngữ, nó đi lần mà nó đi lần lên nó có lớp, nó không có mất. Chứ bây giờ cái lớp chánh tư duy lên lớp chánh ngữ rồi, bây giờ mấy con còn ở lớp chánh kiến mà, thì như vậy là cái chánh tư duy nó không có, cái lớp kia nó lên chánh ngữ rồi, nó đâu còn ở chánh tư duy nữa. Cái chương trình người ta tu học nó vậy, cho nên nó còn bây giờ mấy con ở lại, mấy con làm thì sau khi mấy con làm xong thì cái số người này được lên cái lớp chánh tư duy, thì lớp chánh tư duy nó vào chánh ngữ rồi, nó thành ra nó thành hình từng lớp rồi đó mấy con, nó có từng lớp rồi. Rồi do đó là cái lớp chánh kiến là cái lớp mà mấy con còn ở lại mà làm bài chưa được, thì mấy con còn ở lại cộng với một cái số người, người ta sẽ vào, người ta xin tiếp được. Có một số người xin mà thầy cũng cho họ về đó, là do đó cái số người này họ sẽ trở lại trong 1 tháng 10 năm đó. Thì coi như là chúng ta sẽ có những lớp trong một năm nay mà chúng ta học chúng ta thấy lớp chánh kiến có nè, chánh tư duy có nè, rồi chánh ngữ có nè. Cái lớp mấy con mà thầy cho lên đó là mấy con sẽ lên lớp chánh ngữ, còn cái lớp mà còn ở lại làm bài đây á thì sẽ lên lớp chánh tư duy. Bây giờ nó có thành hình, nó lần lượt nó đi thành hình, nó tới cái lớp chánh định luôn, nó có một cái sự tổ chức dạy, nó đi lần lên, nó có từng lớp lên. À, tới cuối cùng mà nếu mà cái lớp chánh định nó chỉ còn có một người thì người đó chứng đạo chứ sao. Còn mấy con có rớt lại thì mấy con ở lại cái lớp, ví dụ như là chánh niệm, mấy con ở lại thì chánh định mấy con lên không được thì mấy con ở lại chánh niệm, thì tu 1 năm nữa, tu 3 tháng hay 6 tháng nữa, thì khi nào mấy con đủ tứ thần túc thì mấy con sẽ lên chánh định chứ gì, có gì đấy. Mà chánh định thì tốt nghiệp ra trường, xong rồi thì ra trường thì cái lớp khác nó sẽ lên, nó thế vô nó học, thì vậy chúng ta có 8 lớp liên tục, chúng ta có học sinh 8 lớp. Đương nhiên cái tu viện chân như nó sẽ trở thành là 8 lớp học rồi. Còn bây giờ nó mới có được 2 lớp chánh kiến với chánh tư duy. Bây giờ mấy con sắp sửa lên chánh tư duy thì chúng ta ở đây có 2 lớp. Sau đó thì mấy con lại lên lớp chánh ngữ, thì cái lớp mà còn đang ở lại đây nó làm bài thì nó lên lớp chánh tư duy, thì chúng ta có 3 lớp. Các con thấy chưa? Thầy lần lượt thầy mở nó đi tới 8 lớp đủ đó. Thì mấy con thấy cùng đồng thời mấy con vô đây một lượt mà coi chừng có người người ta ở trên lớp chánh định, còn có người thì còn ngồi lớp ở chánh kiến nữa là khá, chứ đừng nói tại vì mình không đủ khả năng thì mình không được lên. Mình lên trên đó cũng có làm gì đâu, tôi chơi chơi vậy thôi chứ có hình thức, rồi tôi cũng ngồi đại học kêu là học đại chứ không có được cái gì. Nhưng nó có kết quả gì đâu, tôi chơi chứ nó có kết quả gì. Bởi vì cái kết quả nó cụ thể, nó rõ ràng, nó phải có tứ thần túc nó mới lên lớp chánh định, chứ còn nó chưa có tứ thần túc thì nó chánh định sao được. Thôi rồi ha, bây giờ mấy con hỏi gì vậy?